Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Huệ TLD. Thì sau khoảng 3 ngày mình không lên sóng cái số hỏi đáp này được, bởi vì mình bận một số chuyện, đó là mình phải học để mà mình thi lốt cho qua môn. Thì ngày hôm nay thì sau khi thi xong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục ở đây và nói tiếp về cái số hỏi đáp này, là để trả lời tiếp tất cả các câu hỏi của các bạn. Vâng, số câu hỏi là số thứ 10 rồi, và cũng là một số rất là tròn. Và hôm nay thì trường đã quay trở lại và tiếp tục số hỏi đáp với chúng ta. À, vào câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi của bạn Tuấn Phạm. Hai bạn cho mình hỏi là MacBook Pro 15 inch 2014 thì cài Win có mượt không? Và liệu nó có chạy mượt mà trong khoảng bao nhiêu năm nữa? Mình học lập trình Android thì thi thoảng thì đồ họa nhẹ. Mình cảm ơn. Thì với chiếc MacBook Pro 15 inch 2014 của bạn ấy, bạn chạy Win có thể chạy mượt mà trong bao nhiêu năm nữa thì bạn chạy Win vào là nó sẽ không còn mượt mà nữa ngay thời điểm hiện tại. Bởi vì cái chiếc máy này nó đã ra mắt khá là lâu, kể cả đến thời điểm hiện tại nhé, bạn dùng chiếc MacBook Pro 15 inch 2018 bạn chạy Win vào thì nó sẽ vẫn sẽ bị cái hiện tượng là nóng máy và nó chạy không ổn định. Bởi vì việc cài Win trên MacBook nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời thôi. Còn nếu như bạn muốn dùng một chiếc máy Win thì tốt nhất chúng ta nên đầu tư một chiếc máy Win cho nó hẳn hoi hơn là việc bạn mua một chiếc máy Mac rồi lại chạy Win vào đó. Thứ hai đó là chiếc máy này nó lại còn là MacBook, nó chỉ tối ưu nhất cho MacBook. Thậm chí nếu như bạn cập nhật lên các phiên bản Mac cao nhất ấy thì đôi khi nó còn không được mượt mà, chứ đừng nói đến việc bạn chạy Win vào nữa. Còn bạn bảo là bạn học lập trình Android thi thoảng đồ họa nhẹ, thì lập trình Android là một cái thể loại lập trình rất là nặng. Nó nặng hơn hẳn so với những cái lập trình khác, chẳng hạn như là bạn lập trình C hay là lập trình web, PHP các thứ, thì nó lập trình Android nó nặng hơn hẳn và nó phải chạy máy ảo rất là nhiều. Cho nên là với cấu hình của chiếc MacBook Pro 2014 này, bạn chắc là bạn lập trình Android cho nên là bạn mới phải chạy Win. Nếu như nhu cầu của bạn là lập trình Android thì chúng ta nên đầu tư một chiếc máy Win hơn là một chiếc MacBook như thế này. Rồi, với lời tư vấn vừa rồi thì mình hy vọng bạn sẽ tìm được giải pháp cho mình với chương trình học là lập trình Android. Cấu hình máy của bạn rất phải cần cao. Chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn MacBee. Chào các bạn, mình có 20 đến 21 triệu, mình học IT. Yêu cầu của mình là máy không quá dày, màn Full HD, có IPS, máy thiết kế chắc chắn, pin trong một tí. Mình ít chơi game, thỉnh thoảng có chơi LOL. Mình cũng hay cài máy ảo, các thứ, không biết chip U có đáp ứng được hay không. Mình đang phân vân giữa Latitude 7480 với ThinkPad T470S. Các bạn có thể tư vấn giúp mình, trong tầm giá này có đáp ứng được không? Và rồi, em có tư vấn gì? Nếu như mà bạn học IT, bạn cần màn Full HD IPS thì với tầm giá 20 triệu như thế này là mua được rồi. Pin trâu một tí thì cái chắc chắn. Thì bạn đã để ý đến hai thương hiệu đó là Dell và ThinkPad, thì mình sẽ gợi ý cho bạn một chiếc, đó là chiếc Dell G3. Thiết kế chắc chắn, pin ở mức được và nó có sạc nhanh nữa. Còn thứ hai bạn hỏi là bạn ít chơi game, thi thoảng có chơi LOL. Thì cái việc bạn thi thoảng chơi hay là bạn suốt ngày chơi ấy, thì nó cũng như nhau thôi. Bạn thi thoảng chơi thì bạn vẫn cần một cái máy đáp ứng đủ cho đó, mà bạn chơi nhiều thì vẫn cần một cái máy như thế. Nó chẳng khác nhau nhiều đâu, nó chỉ khác nhau về cái thời gian chơi, còn về yêu cầu để chơi thì nó giống hệt nhau. Cho nên là chúng ta sẽ khuyến khích là mua những chiếc máy có cái cạc đồ họa rời hơn là những chiếc máy mà bạn lưu hai cái máy này ra. Hai cái máy này nó không có cạc đồ họa rời thì bạn chơi game nó rất là chán. Cho nên là mình khuyên bạn là nên chọn G3. Thứ hai bạn hỏi là bạn chạy máy ảo, thì bản thân mình cũng là một người chạy máy ảo rất là nhiều. Mình học chuyên về lập trình Android, mà lập trình Android thì phải chạy máy ảo rất là nhiều. Thì những cái chiếc chip U ấy nó sẽ chậm, mà nó sẽ làm cho cái công việc của bạn nó gián đoạn, nó rất là khó chịu. Cho nên là ưu tiên là chip HQ nó sẽ tốt hơn. Còn màn hình Full HD và IPS thì chiếc cái điều này thì G3 đều có cả. Cho nên là mình nghĩ rằng với cái tầm giá này có chiếc máy tốt hơn, đó là chiếc Dell G3, mà nó lợi thế hơn hai chiếc này, đó là nó lại là máy mới nữa. Rồi, với cái công việc của bạn là chạy máy ảo thì mình khuyên bạn nên suy nghĩ về cái lượng số lượng RAM. Thì việc chạy máy ảo là rất muốn tài nguyên là RAM. Thì mình khuyên bạn là với cái máy của bạn thì bạn nên chọn những chiếc laptop nào có RAM tối thiểu là 8GB để mà học tập cũng như làm việc. Còn về cái chạy máy ảo thì thật sự với bạn, bản thân mình cũng chạy và RAM thì nó chẳng bao nhiêu là đủ với máy ảo cả. Khuyến khích là 16GB, còn tối thiểu là 8GB. Rồi, chúng ta sẽ đến một câu hỏi rất dài của bạn là Lê Văn Đức. Anh tư vấn giữa em máy Dell và HP tầm giá 18 triệu, yêu cầu chơi game thỉnh thoảng thôi, không nhiều, LOL, PUBG Mobile, Mac Setting hoặc 2.
màn hình đẹp 14 inch trở lên, loa tốt, góc nhìn tốt và sáng. Nhiều cổng kết nối vì làm kinh doanh và có nâng cấp được bàn, có nâng cấp được bàn phím có LED, chạy êm chắc chắn. Thì với cái tầm giá 18 triệu mà bạn yêu cầu chơi game ấy, thì chúng ta nên chọn dòng laptop gaming. Mà laptop gaming thì con nào cũng đều 15,6 inch là phổ biến nhất. Cho nên là với yêu cầu 14 inch trở lên của bạn là được. Loa tốt thì với 18 triệu thì thường loa laptop nó chỉ ở mức bình thường thôi. Bạn không yêu cầu loa nó tốt được đâu. Còn nếu mà loa tốt để bạn có thể nghe âm thanh nó rõ hơn, chẳng hạn như game PUBG ấy, bạn muốn xác định phương âm thanh ấy, thì cái âm thanh nó phải có giả lập tốt. Thì với tầm giá 18 triệu thì khó có chiếc laptop nào đáp ứng được cho bạn. Tốt nhất là chúng ta nên dùng tai nghe hoặc loa rời. Góc nhìn tốt và sáng thì chúng ta khuyến khích nên sử dụng các cái laptop có tấm nền IPS. Còn LOL và PUBG Max Setting, Liên minh huyền thoại Max Setting thì nó không phải là một cái game nặng. Cho nên là với cái tầm giá 18 triệu thì quá dư để Max Setting game LOL. Còn PUBG Mobile thì bản thân cái game này nó không tối ưu tốt cho laptop. Cho nên là khi bạn, kể cả bạn sở hữu một cái laptop có cấu hình mạnh đi chăng nữa, thì bạn chơi game PUBG Mobile này nó vẫn bị giật bình thường. Cho nên là cái game PUBG Mobile ấy, nó có thể Max Setting ở trên rất nhiều cấu hình. Tuy nhiên là nó sẽ thi thoảng nó hơi bị khựng một phát, khoảng 1 đến 2 giây nó hơi khó chịu. Cho nên bạn lên giảm setting của game này xuống. Vì bản thân mình trải nghiệm trên những chiếc máy có cấu hình rất cao, nó vẫn bị hiện tượng như thế này. Nó chỉ tối ưu tốt cho máy bàn thôi. Còn cổng kết nối nhiều, nếu bạn yêu cầu cổng kết nối mà nó quá nhiều ấy, thì chúng ta nên dùng cái hub chuyển đổi ở bên ngoài. Thì cái hub đó nó sẽ cung cấp cho bạn thoải mái cái cổng kết nối. Còn nâng cấp được thì laptop gaming thì laptop nào cũng nâng cấp được. Về bàn phím có LED thì mình nghĩ là cái chiếc máy Dell 7570 này hoặc là chiếc MSI GE626QF sẽ đáp ứng đủ hết cái yêu cầu của bạn. Chạy êm và chắc chắn thì hai chiếc máy này đều chắc chắn. Còn về phần chạy êm thì laptop gaming thì bạn không thể yêu cầu chạy êm được. Nó tùy máy nó sẽ hơi ồn một tí đến rất ồn. Tuy nhiên là nếu chạy êm du như kiểu là những chiếc Ultrabook thì không có đâu. Còn lựa chọn nữa trong tầm giá dưới 18 triệu đó là chiếc HP Pavilion Power 15 mình giới thiệu với bạn. Thì nó cũng đầy đủ các yêu cầu mà bạn đề ra. Thôi, chúc bạn có sự lựa chọn tốt cho mình. Câu hỏi tiếp theo của bạn là Thuyền Nguyễn Văn. Anh cho em hỏi là nay máy Line New thì phần cứng đã bị sửa chữa thay thế gì chưa? Rồi máy Dell 5577 Core i5 màn hình IPS thêm ổ cứng SD 120GB thì giá bao nhiêu? Thì nếu như với máy mới ấy, chúng ta chỉ cần biết mới là nó còn nguyên thùng, nguyên hộp, nguyên tem của nhà phân phối là xong. Thì với máy Line New nó khó nói hơn rất nhiều, bởi vì nó còn tùy vào nguồn hàng, chất lượng hàng, loại hàng, do cái cửa hàng bán hàng nữa. Cho nên là về phần Line New, nếu bạn nói là máy nó như thế nào thì nó vô cùng lắm. Còn về riêng cái cửa hàng TND của bọn mình đây thì máy về thì sẽ được tháo ra. Nếu như bạn nói về là đã bị thay thế sửa chữa hay là còn zin ấy, thì máy nó sẽ còn zin mên mạch, màn hình các thứ. Tuy nhiên nếu bạn còn zin đến cái mức mà máy là chưa tháo ra bao giờ thì nó sẽ rất khó, và gần như là không có máy nào như thế cả. Bởi vì là khi nhập máy về thì đội kỹ thuật họ sẽ phải tháo chiếc máy nó ra. Thứ nhất là để vệ sinh, bỏ bụi bẩn đi. Thứ hai là để kiểm tra xem pin nó còn tốt hay không, mên mạch đã đụng chạm gì hay chưa để mà quyết định nhập chiếc máy đó về hay không. Rồi phải kiểm tra xem là các cái chức năng ở bên trong nó còn hoạt động bình thường hay không, nó có bị gì sét, ố vàng hay bị hoen gì hay không. Cho nên là bắt buộc phải tháo chiếc máy ra thì mới kiểm tra được. Còn về bị thay thế sửa chữa chưa thì ở TLD thì các laptop bạn yên tâm là sẽ không bị hiện tượng đó là đóng mạch hay là đóng VGA, đóng chip, các thứ. Còn về bạn hỏi là máy Dell 5577 Core i5 màn hình IPS thêm ổ cứng SSD 120GB giá bao nhiêu? Nếu như bạn mua chiếc máy này ở bên ngoài mà bạn đến cửa hàng mình để nâng cấp thì SSD 120GB giá là 750.000. Còn nếu như bạn mà đã mua máy ở cửa hàng mình rồi, bạn quay trở lại để bạn nâng cấp cái ổ SSD lên thì giá đó là 650.000, được giảm 100.000. Rồi. Thì cái máy Dell 5577 thì chắc bạn hỏi màn IPS thì chắc chỉ có phiên bản là Bullet Hole và nó có giá tiền là 18.9 cộng với một ổ cứng SSD thì nó xấp xỉ gần 20 triệu. Rồi, chúng ta đến câu hỏi của bạn là Tuấn Nguyễn. Anh cho em hỏi là nếu phải lựa chọn giữa HDD 7200 vòng trên phút VGA 1050 4GB và HDD 5400 vòng trên phút và VGA 1050 Ti 4GB thì nên chọn cái nào? Cá nhân mình thì với câu hỏi này của bạn thì chắc chắn là mình sẽ chọn 1050 Ti. Còn Trường thì em đánh giá câu hỏi này của bạn nào? Thực chất là cái câu hỏi của bạn nó
thể hiện luôn là chúng ta nên chọn cái nào, đó là chọn combo thứ hai. Bởi vì khi mà bạn dùng hai cái HDD đó là 7200 vòng và 5400 vòng ấy, bạn gần như là không nhận ra sự khác biệt. Chẳng hạn như bạn để hai cái ổ này cạnh nhau ấy, thì nó chỉ chênh nhau một tí thôi. Nói chung là hai ổ này nó chậm như nhau. Còn nếu như mà bạn dùng từng ổ một ấy, thì gần như bạn không biết ổ nào là 7200, ổ nào là 5400, bởi vì là nó đều chậm như nhau, nó đều lâu như nhau và nó chênh lệch không nhiều. Còn cái con GTX 1050 và 1050 Ti thì nó chênh lệch rất nhiều, lên đến tận 20%. Con GTX 1050 Ti ấy, nó giúp cho bạn trải nghiệm game tốt hơn, mượt hơn, khung hình cao hơn, bạn thiết lập đồ họa ở mức cao hơn, cho các bạn cái trải nghiệm nó tốt hơn rất nhiều so với con GTX 1050. Cho nên là chốt lại là chọn combo thứ hai. Về hai con card này thì mình đã từng trải nghiệm, thì với tựa game PUBG PC thì 1050 Ti nó cho hiệu năng và chúng ta có thể chơi ở mức high setting. Còn với 1050 thì chúng ta chỉ chơi mức ổn định ở medium trở xuống mà thôi. Nó khác biệt khá là nhiều. Chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Nguyễn. Anh cho em hỏi là máy Dell Inspiron 7548 Core i7 có đủ mạnh để chiến game không? Game nào nhất em muốn chơi đó là GTA 5, các game còn lại là Liên Minh và FIFA. Với chiếc máy của bạn ấy, nó sử dụng, nó có cả hình rời, tuy nhiên là nó chỉ dùng chip U thôi. Thì với game Liên Minh hay là FIFA thì nó vẫn chơi được. Còn cái game GTA 5 ấy, về thông số lý thuyết của nhà sản xuất đưa ra thì nó có thể chơi được, tuy nhiên là nó chơi được ở mức nào thì đấy lại là cái thực tế khác. Thì với cấu hình của bạn ấy, nó chỉ vừa đủ để chơi game GTA 5 ở mức thiết lập thấp nhất, gọi là bạn đủ để chơi để biết game GTA 5 nó như thế nào thôi. Còn nếu mà để mà trải nghiệm cho nó phê hay là cho nó sướng ấy, thì cấu hình này không chơi được. Cho nên là nếu muốn chơi GTA 5 thì nâng cấp máy khác, còn chơi được, tuy nhiên là vừa đủ để chơi được thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo của bạn Dương Vũ. 15 triệu mà để làm đồ họa rồi chơi game ổn thì có máy nào? Muốn vừa làm đồ họa mà lại còn muốn vừa chơi game thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng dòng card GTX cho nó đa dụng. Thì với 15 triệu bạn có thể mua được, cố lên một xíu, bạn có thể mua được chiếc HP Pavilion 15 thì nó là máy mới. Còn không thì chúng ta có một vài chiếc máy khác, giống như cả hôm trước anh tưởng vừa làm con máy nào mà 15 triệu HP Pavilion Power. Đúng rồi. Thì hoặc là nếu mà bạn muốn mua máy chạm ấy thì M48. Nó làm đồ họa ổn và nó có thể chơi được một vài game của Liên Minh điện thoại thì có con M48. Đúng rồi. Rồi cái mức setting là 2 thì con cam 1100 này bọn mình test thì vẫn chơi được ở mức khoảng 100 fps, rất là ổn định. Rồi, chúng ta sẽ đến câu hỏi cuối cùng của ngày của chương trình hôm nay. Đó là từ bạn Tuấn Linh Lưu. Giữa Vivo Book S530 và MSI PS42 thì nên chọn con nào? Em là sinh viên cần hiệu năng. Thì hai chiếc máy này nó đều là hai chiếc máy ultrabook mỏng nhẹ. Và về mặt tổng thể thì chiếc MSI nó sẽ hơn chiếc Asus VivoBook kia. Còn bạn bảo là bạn về hiệu năng, bạn cần hiệu năng nhất, thì nếu như bạn không cần một chiếc máy mỏng nhẹ, thiết kế sexy, dễ mang đi mang lại mà bạn có thể chấp nhận một chiếc máy nặng ấy, thì với tầm giá chẳng hạn như chiếc PS42 mà để có cả một đoạn rời nhá, i5 mấy 130 giống với con S530 kìa, thì nó rơi vào khoảng 25 triệu. Mà với 25 triệu của bạn mua dòng máy gaming ấy, thì hai con này không có tuổi. Cho nên là nếu mà mình nghĩ là bạn đã chọn hai chiếc này thì chắc là bạn cũng cần phải di chuyển. Cho nên là chúng ta sẽ gạt chiếc laptop gaming sang một bên, chúng ta chỉ nói về hai chiếc này thôi. Thì về tổng thể chiếc PS42 nó sẽ hơn chiếc S530 khá nhiều. Thiết kế nó hơn, với mình thiết kế thì nó hơn, bàn phím thì chắc chắn nó hơn, màn hình nó cũng hơn và loa nó cũng hơn. Những cái trải nghiệm đó mặc dù nó không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy, tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình lâu dài bạn sử dụng, đặc biệt là cái màn hình. Cái màn hình nó đẹp hơn con S530 rất nhiều. Và cái màn hình là cái thứ mà bạn nhìn nhiều nhất trong một chiếc laptop, bởi vì là thiết kế thì có thể lúc bạn nhìn lúc không, tuy nhiên là cái màn hình thì mở máy lên là bạn phải nhìn vào màn hình rồi. Cho nên là nếu bạn có đủ tiền để mua chiếc MSI PS42 ấy, thì nên mua lên chiếc PS42. Bởi vì là cùng một cấu hình thì chiếc PS42 nó đắt hơn chiếc S530 đến tận 3-4 triệu theo cái giá mà mình tham khảo được ở một vài nơi họ bán máy mới. Còn về máy cũ thì hai chiếc máy này mình chưa gặp máy cũ bao giờ, cho nên là mình sẽ chỉ nói về máy mới thôi. Rồi, câu hỏi này cũng là câu hỏi kết thúc số 10 của chúng mình. Và hôm nay cũng là mùng 1 đầu tháng thì mình xin chúc tất cả các bạn, các anh em làm việc cũng như học tập có một sự khởi đầu thuận lợi cũng như là may mắn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.